À, xin chào anh em, chào mừng anh em đã trở lại với kênh Single Figure. Thì hôm nay mình có một chút thời gian rảnh nên mình sẽ làm clip unbox cái bé Tifa này các bạn. Thì cái bé Tifa này ban đầu mình đã pre-order trước khoảng 5 tháng trước rồi các bạn, mà do là dịch với lại bạn mình đó, order không biết sao nó không về kịp. Thế là mình phải order lần thứ hai, và cuối cùng thì nó cũng đã về tay của mình. Thì các bạn thấy rất là ok, hộp rất là mới, rất là đẹp các bạn. Chuyện không có gì để nói cho đến khi đây các bạn. Nope. Trời ơi, nó móp tè le luôn. Thì cái tình trạng này là rất nhiều anh em gặp các bạn trong mùa dịch các bạn. Do là dịch á, thì nhiều khi cái nhân viên người ta nghỉ rồi test Covid này nọ đó, nên hàng nó tồn, nó chồng chất lên nhau rồi, nó làm cho cái hộp mình nè, nó bị móp như thế này nè các bạn. Đây, thấy không? Hey. Nhưng mà mình còn đỡ một số anh em chơi chung với mình đó, cái hộp nó còn móc còn giả mang hơn cái hộp này nữa. Hey. Thôi không nói nhiều nữa, mình sẽ vô tiến hành unbox cái em Tifa này nha các bạn. Let's go. Ok, thì trước mắt chúng ta là cái hộp bé Tifa. Bạn thấy là mặt trước của cái hộp là hình bé Tifa rất là đẹp luôn các bạn. Này, rất là dễ thương luôn, đúng là nữ thần quốc dân trong Final Fantasy luôn. Và trên cái hộp có một cái logo tam giác đỏ, chứng nhận sản phẩm chính hiệu các bạn. Nhưng mà cái này thì cái bootlet á, nó có giả được, nên hãng đã cẩn thận là làm theo một cái tem bạc chống hàng giả dây nữa nè các bạn. Đó. Ở đây thì chúng ta thấy có chữ Final Fantasy Remake. Đây là bản Tifa làm theo game Final Fantasy 7 Remake. Hãng Black Kai nè, Tifa Lock Ha. Đó. Phía dưới là một số cảnh báo về độ tuổi nè. Đây, dưới mặt dưới thì có những cái nơi mà hãng Square Enix của các nước đó thì mình thấy order được cái test figure này. Bên hông là cũng là kiểu Final Fantasy 7 Remake. Black Kai Tifa. À, phía trên là cũng vậy luôn. Phía sau chúng ta thấy là một số cái thế của em Tifa Lock Ha. Rồi cảnh báo bản quyền nè. À, có một cái chữ Square Enix chứng nhận cái hộp này hãng chính hãng nè không? Thì em này đó, các bạn thấy không? Siêu trên là siêu dưới còn nguyên hết luôn nè. Đó. Rồi phía cái nắp. Đó, nó còn có một cái giấy chống chạy nữa. Đó, cái nắp hộp đây là hình bé Tifa nè, tiểu sử bé Tifa nè. Thấy không? Rồi, thì đây là một cái miếng nhựa trong suốt để thấy được em fit bên trong. Và mình không biết các bạn nào giống mình đông với con mày, tôi không hiểu tại sao cái miếng hướng dẫn này lọt phía trước các bạn. Nó hơi lạ hơn so với những cái con fit trước đây mình unbox. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ unbox coi phía trong nó có gì nha. Miếng giấy này bằng bệt. Đây, unbox thôi các bạn. À, xong. Giờ tháo ra thôi. Đây. Thấy coi bên trong còn gì nữa không? Không có gì cả các bạn. Đây thì chúng ta sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn như thế này. À, bạn thấy không? Dẫn gắn tay rồi tóc mày đó. Đây là mặt trước của cái vĩ. Đó, một có hai bộ tóc nè. Em thích chính nè. Đó. Rất là đẹp luôn nha các bạn. Một cái mặt thay thế, một cái khay đựng tay thay thế, tay thêm cái bộ tay thay thế nè. Rồi cái con này nó là thuộc dạng dòng mới làm lại của Black Kai các bạn, nên cái đế nó sẽ khác biệt, nó sẽ nằm phía dưới đây nè. Là chứ nó hồi trước có những cái con lè cai khác thì cái đế nó sẽ in, nó ép vô cái hộp luôn. Rồi mình tháo ra mình gắn. Và cái đế mới này nó cũng khác hơn cái đế cũ nữa. Đó, nó cho mình cái đế riêng như thế này. Đó. Rồi, thì mình sẽ tháo cái bên trong cho các bạn xem.
đây trồng cái bỉ của chúng ta. Đây là cái bỉ đựng figure có hai bộ tóc thay thế nè đó. Rồi cái mặt của bé Tifa đó, cái mặt thay thế đó, và một cái khay tay, bộ tay thay thế nữa. Đây là cái khay đựng đế đó. Rồi thế bây giờ mình sẽ lấy con Tifa ra đây. Đây có một cái miếng ni lông để cho chống dơ các bạn, đây nè đó, đây bé Tifa đó, đây cái mặt của nó đây, khá đẹp các bạn ha. Đó rồi thả cái dòng này luôn rồi cho nó đứng đây đi, hai cánh tép. Sao nó cứ nghiêng nghiêng nha. Rồi rồi đây, rồi đây là một cái một gương mặt tức giận đây đó. Rồi một cái khay bừng bàn tay thay thế đó. Rồi hai bộ tóc, đây mình lấy hai bộ tóc tay cho bác xem. Đây một cái tóc là thẳng xuống xuống, một cái tóc nó hơi bay bay qua một bên đó. Và một cái chân đế, đây mình tháo chân đế ra đây, cái chân đế này nó có hai cái kẹp, một cái kẹp lớn, một cái kẹp nhỏ nha các bạn. Thêm một chút áo cái này rồi mình lấy tiếp. Rồi sau khi mình tháo chân đế ra thì sẽ có một cái đế như thế này, nó có những cái lỗ cắm để mình thay đổi cái chân trống nè sang nhiều vị trí khác nhau nè, và hai kẹp lớn nhỏ. Đây cái kẹp nhỏ nè, đây là cái kẹp lớn nè, cái kẹp nhỏ này mình nghĩ chắc thường thường kẹp bên cái chân á, còn đây là cái hông đó nè, thường là như vậy. Và một cái cây trống rất là lớn, chống vô để mình coi, hình như là vô đây thì phải. Đúng rồi, thì cái chống này nó mới tạo cho mình cái cảm giác là giống như một cái chân đế mà của chà, gắn xài ở hai hướng rồi, cái chân đế của cái con Figma mà phóng lớn vậy các bạn đó. Xong mình gắn cái góc góc này vô đó, thêm một cái chân đế như thế này đó. Thì cái clip này là sẽ là một cái clip mình unbox trước, rồi clip sau mình sẽ review Tifa ha. Bây giờ mình sẽ quay một số góc Tifa cho bạn xem, rồi hình hẹn clip sau mình sẽ review em đó. Let's go.